Konashimo. Konashimo ha. Có trái nè. Thủ phấn đậu ok nè. Tại An Giang nha cô chú anh chị. Trời, cái vườn trà là này là năm rồi con có review cho cô chú anh chị thấy rồi. Năm nay nó dậy bịch luôn mọi người ơi. Ôi bà con ơi, trồng cây là rút kinh nghiệm, đừng có bắt chước anh chủ vườn này trồng như thế này là sai lầm. Diện tích 3.000 mét vuông mà anh chơi 250 cây trà là cái mô. Lúc trước chồng mua cây bên con là con có tư vấn ít nhất là phải 6 mét rưỡi một cây. Nhưng mà chủ vườn cải tiến cải tạo trồng 3 mét một cây. Ôi trời ơi, bữa nay lên thăm thấy quá trời chán luôn. Cỏ thì không trồng, không làm cỏ nha mọi người. Đặc biệt là chủ vườn không làm cỏ. Ồ, khu vườn tiền tỷ mà ảnh trồng kiểu này là chết rồi cô chú anh chị ơi. Xong á, lần trước con lên con kêu là thôi bây giờ nó còn nhỏ, cho người múc bớt một cây chính giữa đi nè, tỷ lệ nó còn 6 mét là cũng ok tạm. Ôi bất sức lắm, kệ nó, cây nào lớn được thì cứ lớn. Mà anh chủ vườn đặc biệt nói là cây trà là này, từ cái ngày anh thả xuống anh trồng rồi thì cứ 10 hôm đến nửa tháng anh mới lên thăm một lần cô chú anh chị. Người ta ở đây có trái bói, anh có trái bói rồi. Ở mấy vườn khác á, có trái bói người ta cưng dữ lắm. Còn ảnh thì cứ nửa tháng đến một tháng mới lên thăm một lần. Hệ thống tưới nước thì cứ lâu lâu mới tưới một lần luôn. Cũng không bỏ phân từ lúc trồng đến bây giờ là giải phân được 2 lần. Mỗi lần được 2 nắm. Đó, quá trời dày luôn. Cây này từ đây tới Tết là chắc chắn là nó sẽ... Nói chung là hiện tại là một số cây là lá nó đã đụng nhau rồi. Con không có tưởng tượng được là cái vườn này nó tầm khoảng chừng 2 năm nữa là nó sẽ như thế nào cô chú anh chị. Nên là, nhưng mà cãi dữ lắm nha. Con nói là ảnh không nghe, thậm chí là nói không lợi luôn. Con nói trời ơi, anh chồng như thế này là chết rồi, sau này thì biết làm sao. Nó kệ, chứ lúc đó mua cây giống thì quá nhiều mà đất thì không có tiền mua. Nên là bắt buộc phải trồng như thế này. Cô chú anh chị thấy ha, cái tược thôi, mình nhìn cái tược nó ra cái tơ như thế này, nó mập như thế này là mình cũng biết được cái cây nó khỏe tới cỡ nào. Dày bịch luôn, như một cái rừng trà là. Nhưng mà đặc biệt, cây này là cây mô 100%, ảnh lấy bên con là cây mô ha. Thậm chí là cái Konashi ảnh trồng á, cái hàng trong cốc á, mới có 20 tháng đã có trái bói như thế này rồi. Tại vì lúc đó Konashi là con giao cho ảnh cái cây trong cốc mà nó bự mà tới nó nứt cái cốc luôn cô chú anh chị, nó ra lá gai rồi, nó già. Hiện tại vườn này đã có 6 cây có trái bói. 6 cây có trái bói. Và một số cây cỏ mọc như thế này nè. Nói sao anh không cho người làm cỏ đi. Nói không, làm cỏ người ta chú ý rồi sao. Đây, đây là đực nè. Ảnh tự lấy phấn đực của vườn thụ phấn qua ha. Tỷ lệ đầu trái ok nha cô chú anh chị. Rồi con nói như vậy rồi nó, ví dụ như một số cây khác nó có bông sao anh hay. Thôi kệ nó đi, trời ơi, cây tiền triệu, vườn có con ở dưới á. Con thăm hàng ngày luôn cô chú anh chị, cưng lắm. Đây nè, nó dày tới mức vậy nè, chói nắng nha cô chú anh chị, nhìn thông cảm giúp con. Quá trời dày luôn. Trời ơi, đây nè, đây có trái bói nè, thụ phấn rồi nè. Còn đằng kia thì chín rồi, đây là Konashi nha cô chú anh chị. Cái quầy này thì hồi nãy là con có mở ra. Ây trời ơi, nó đông. Con có mở ra thì tỷ lệ đậu trái á, là nó ok la nha cô chú anh chị nha. Ha. Rồi cô chú anh chị, Konashi thì nó như thế này. Nó cứ ra trái lai rai thì cô chú anh chị thấy hiện tại con đang cầm cái trái chính là con hái cây đằng kia. Còn ở đây ảnh có một quầy trái non này đã thụ phấn đậu rồi nè ha. Đó. Thì nói chung thằng Konashi thì nó dễ chịu. Nó dễ chịu nha cô chú anh chị. Đó. Tính ra thì trồng nó vui mắt hơn ha. Mình có thể nhìn thấy trái bất cứ lúc nào trong một năm. Rồi, cái mô hình vườn này bữa nay là con bổ sung thêm cho anh là 500 cây mô nữa. Nhưng mà con giao ở dưới chỗ tiệm thuốc tây á. Tính ra bán thuốc tây, bán thuốc tây ngon lành cô chú anh chị. Ảnh mua trà lè của con hơn 1.000 cây rồi đó, từ bữa tới giờ. Nhưng mà với cái mật độ trồng như thế này thì thật sự là rất là tiếc cho anh, là rất là tức luôn. Mà khuyên là không được. Nhưng mà lần này thì ảnh đã thấy rồi, quá dày. Nên là 500 cây sau này ảnh có trải trồng với mật độ 6,5 m. Con đã tư vấn nên là 7-8 m. Ảnh nói như vậy thì hơi phí đất. Chịu sao nổi không không?
đất của ảnh ở đây hiện tại là hơn 10 mẫu nha cô chú anh chị, hơn 100 công mới mua được sao. Còn lúc trước là trồng cái này là không mua được đất, nên là 250 cây trà là mô mà lại trồng vô một miếng đất 3.000 mét vuông này. Đây là một cây thêm có trái bói nữa nè cô chú anh chị. Cây này thụ phấn xong rồi, à, con không có mở ra, tại vì mở ra họ con mắc buộc lại. Hồi con sẽ quay lại con buộc lại cái chùm kia cho ảnh lắm rồi ảnh chửi con chết. Đó là một sai lầm con quay lên cho cô chú anh chị mình trồng trà là rút kinh nghiệm nha. Ít nhất ra cho con là phải 7 mét nha. 6 mét rưỡi đến 7 mét một cây. Đó là mật độ tuyệt đối phải khi trồng trà là. Nha cô chú anh chị. Rồi. Nhìn như thế này mà cái vườn này mà ai nói là cây mắc tiền mà nói là cây mô đâu. Đúng không cô chú anh chị? Trời ơi ông chồng bỏ hoang như thế này nè. Mình đây mình bán cây cho ổng mà mình còn thấy xót ruột mà. Đây. Rồi, thôi con chào mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người trong video gần đây nhất nha.